Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh chương trúc Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, ấn đăng ký kênh youtube ủng hộ Tuấn Anh. Và ngày sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ nhìn thấy công kích của hai người đánh lén tới. Lục tiêu Du lạnh lùng quát lên một tiếng thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Hai đạo chân khí thất luyện mất tìm mục tiêu, tạo thành một cái động sâu cực lớn trong không gian. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán, mà hai người có tu vi tôn cấp kia, khi nhìn thấy thân ảnh lục thiêu du biến mất, thì ánh mắt lập tức hoảng hốt. Cơ hồ là cùng lúc thân ảnh lục thiêu du như quỷ mị bắt đầu xuất hiện trước hai người đạo thân ảnh này. Trong mắt hiện lên sát ý, miệng khẽ quát lên một tiếng. Người nào ngăn ta kẻ đó sẽ chết. Tiếng quát vừa mới dứt, trong hai tay của lục tiêu dù có hai đạo quyền ấn lướt qua. Hai đạo quyền ấn dùng xu thế, sấm sét đánh vào trên người của hai cường giả linh tồn này. Hai người có tu vi tôn cấp này, nhưng mà tôn cấp nhất trọng. Một người là tôn cấp nhị trọng mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của lục tiêu dù. Hai tiếng trầm thấp bảo liệt vang lên, hai người có tu vi tôn cấp này hóa thành huyết vụ, rời vãi xuống bên dưới. Cùng một lúc, chân khí của lục tiêu du từ trong cơ thể tuôn ra. Bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình bỗng nhiên tăng tốc độ giống như là một khỏa thiên thạch nhanh chóng phóng về phía của đế linh tấn thần đàn. Lục tiêu du tăng tốc lên, tốc độ nhanh tới tận cùng, vượt qua không ít thân ảnh ven đường, khí thế giống như thiên thạch rút xuống, không ít thân ảnh ven đường đi xuống, dưới tốc độ cùng với kình phong kinh khủng của lục tiêu du, thậm chí còn bị đánh bay đi. Biên hóa bực này khiến cho những người vốn còn đang định ngăn cản lục thiêu du lập tức kinh ngạc. Mà những cường giả không định ra tay phía xa, lúc này ánh mắt không khỏi biến hóa. Lục Tiêu du dùng xu thế như sấm sét chấn nhiếp đám người chung quanh. Thân hình phóng về phía khỏa đế linh tấn thần đan mà hắn sớm đã tập trung vào từ trước. Mà lúc này, một vũ tồn ngũ trọng nhìn lục Tiêu du, thừa dịp hỗn loạn phóng tới đế linh tấn thần đan. Trong mắt xuất hiện hàn ý, hắn sao có thể cho phép con người cướp đoạt đế linh tấn thần đan của mình. Một đạo quyền ấn nóng bỏng được ngừng tụ trong tay hắn. Đây là của bản tôn, chết đi cho ta. Quyền ấn ngưng tụ, chân khí phổ thiền cái địa từ trong người vũ tôn ngũ trọng này tuôn ra, dẫn tới một cỗ năng lượng đáng sợ, miệng hét lớn một tiếng. Quyền ấn nhanh như thiểm điện đánh về phía lục thiêu du. Quyền ấn mang theo lực lượng đáng sợ, đánh vỡ không gian, hung hăng nện xuống lục thiêu du. Muốn chết phải không? Khóe miệng của Lục Thiêu Du nở nụ cười lạnh. Vũ Tôn Ngũ Trọng đối với Lục Thiêu Du mà nói đã sớm không còn bổ trụ ý hiếp gì. Thủ ấn biến hóa, một đạo trường ấn nóng bỏng ngừng tụ trong tay Lục Thiêu Du. Trường ấn chợt xuất hiện, năng lượng thuộc tính hỏa phù thiền cái địa hội tụ mang theo hỏa diễm ngập trời. Trong khoảnh khắc, đạo trường ấn này hóa thành hư ảnh một con hổ bằng lửa cực lớn. Một tiếng gầm mơ hồ trong miệng hư ảnh này vang vọng, dùng xu thế cường hãn Va chạm cùng với quyền ấn của vũ tồn ngũ trọng Quyền ấn cực lớn trong nháy mắt Bị hồ trào xé nát Sau đó đánh vào trên người của vũ tồn ngũ trọng kia Dưới câu lực lượng mạnh mẽ này Âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng Năng lượng va chạm Một cỗ năng lượng cường hãn Hóa thành kình phong quất tán Khiến cho không ít người chung quanh bị ảnh hưởng Không ít thần ảnh bị quét ngang Bị tay bay vả gió mà rớt xuống đất đồng thời vũ tồn ngũ trọng này cũng phun ra máu tươi thân hình từ trên không trung bắn ngược xuống dưới trên mặt đất xuất hiện vẻ kinh hãi hắn không ngờ thực lực của đối phương lại cường hãn tới tình trạng như vậy dưới một kích đã đem tất cả mọi thứ trong cơ thể của hắn phá hủy sau đó hắn lập tức mất đi chỉ giác thân hình ở trên không trung vỡ tan dưới hỏa diễm ngập trời đánh chết vũ tồn ngũ trọng này lục tiêu du cũng không quá để ý trong lòng ánh mắt vẫn nhìn vào trên đế linh tấn thần đan mà hắn để ý từ trước thân ảnh như quỷ bị xuất hiện đế linh tấn thần đan kia dường như cũng cảm ứng được khí tức của lục tiêu du cho nên quang mang đại thịnh nhanh chóng trốn chạy trốn đi đâu lục tiêu du đã sớm có chuẩn bị thân ảnh giống như quỷ bị nhanh chóng đánh tới không gian thuộc tính thổ quanh thân lan tràn bao phủ lấy không trung gây ra ảnh hưởng cho quả đế linh tấn thần đan này cùng một lúc Lục tiêu du đột nhiên đánh trong một đạo trào ấn bao phủ không gian xung quanh, Chộp lấy quả đế linh tấn thần đan này vào trong trào ấn. Lúc này trên không trung có một đạo sấm xét cực lớn hùng hằng xuyên thủng không gian thuộc tính thổ của Lục tiêu du, trùng trung điệp điệp đánh về phía Lục tiêu du. Sấm xét chợt đánh xuống, trước người chính là đế linh tấn thần đan. Ánh mắt của Lục tiêu du trầm xuống, cắn răng bao phủ đế linh tấn thần đan kia vào trong tay mình. Trong chớp mắt ngắn ngủi ấy tốc độ để ra quá nhanh, sấm sét hùng hằng đánh vào lưng của lục tiêu du. Trong khoảnh khắc, toàn thân của lục tiêu du tràn ngập điện quang quanh quẩn, thần hình từ trên không trung hùng hằng rơi xuống đất, giống như chìm gậy cánh, từ trên cao rơi xuống mặt đất như vậy. Mặt đất chợt nhoáng lên, một cái khe lớn xuất hiện, từng ánh mắt nhìn về phía lục tiêu du. Ánh mắt đám người huyết mị, hắc hùng, dương quá và tự yên phía xa, khẽ biến đổi. Mọi người chợt kinh ngạc, vừa rồi bọn họ cũng biết được thực lực của lục tiêu du thế nhưng không ngờ dưới đạo sấm sét kia lại bị đánh bay coi như là biết rõ uy lực của sấm sét này khủng bố ra sao tuyệt đối là khó đối phó bụi dâng lên bù mịt khắp nơi trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người một đạo thân ảnh từ trên mặt đất đứng lên thân ảnh của lục tiêu du cũng xuất hiện trong mắt của mọi người toàn thân của lục tiêu du tê dại lực lượng của đạo sấm xét kia tuyệt đối không thua một tích của vũ tôn cựu trọng uy lực cực kỳ khủng bố nếu như là lực lượng khác thì tuyệt đối lục tiêu du sẽ ăn không ít quả đắng. thế nhưng lại là sấm xét thì khác hẳn thân hình của lục tiêu du trải qua từ kim huyền lôi rèn rũa cho nên đối với lực lượng sấm xét, cơ hồ đã bị miễn dịch vừa rồi bị nện xuống dưới mặt đất cũng là bởi vì cô lực lượng trùng kích mạnh mẽ mà thôi mà lực lượng sấm sét kia cũng không tạo thành bất cứ thương tổn nào trong người của lục tiêu du lục tiêu du đứng dậy mở bàn tay ra một quả đan dược long lanh xuất hiện trong tay của hắn đúng là đế đình tấn thần đan đan dược chuẩn đế phẩm là đan dược chuẩn đế phẩm đấy mắt thấy lục tiêu du không có việc gì tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy trong tay lục tiêu du đạt được một quả đan dược chuẩn đế phẩm cơ hồ tất cả ánh mắt đều mang theo sự kèn ghét đố kỵ Lục tiêu du cười nhạt một tiếng, lập tức thu đế đình tấn thần đan vào trong giới chỉ. Câu hồ các cường giả trong đại bồn đại phái đều giống như lão hồ đi, ai cũng muốn làm ngư ông đắc lợi, cho nên mới tiện nghi cho hắn. Một lần hành động cũng không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào. Bằng không muốn thu một quả đế đình tấn thần đan cũng không dễ dàng như vậy. Ra tay đi! Rốt cuộc cường giả trong đại bồn đại phái cũng không nhịn được nữa, vừa rồi còn đang tính để cho kẻ khác lưỡng bại cầu thương bản thân làm ngư ông đắc lợi, thế nhưng không ngờ lại để cho người khác chiếm tiện nghỉ mắt. Từng đạo thân ảnh lướt đi, chân khí linh lực phổ thiền cái địa tuôn ra, lập tức vọt thẳng về phía trước. Có người đạt được đàn dược chuẩn đế phẩm, nhưng người khác rốt cuộc cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa. Người tu vi ngoài tôn cấp ra tay, những người khác ở lại. Từng đạo thân ảnh nhảy ra, mục tiêu là chính quả đế linh tấn thần đàn còn lại. Đệ tử Thánh Linh Giáo nghe lệnh, Người có tu vị tôn cấp không được tự tiện hành động. Kim đàng tôn giả hét lớn một tiếng, thân hình giữa chân run lên, mang theo khí thế kinh người bắn thẳng về phía trước. Ánh mắt cùng kỳ tôn giả biến đổi, trường bào trên người tung bay. Kim dực thiên đàng và thôn tiên cùng kỳ cũng đi theo sau từng chủ nhân của mình. Động thủ đi! Trong tích tắc này, đám cường giả phi linh bồn cũng không chịu yếu thế. Thiên địa nhị đã nhảy ra, đám người hòa sĩ tôn giả, phi địch tôn giả ban hủy bản vân xích viêm cũng ầm ầm phóng về phía trước cơ hồ tất cả các đại môn đại phái dường như đã đạt được một sự ăn ý trong lúc vô hình người có tu vi vương cấp không nhúc nhích người tham dự tranh đoạt đều tới tổn cấp trong lúc tranh đoạt như vậy người có tu vi vương cấp tham dự vào căn bản chính là tự tìm đường chết thế là từng đạo thần ảnh phóng lên trời cao những cường giả đỉnh cấp kia xé rách không gian lao tới đám người đại môn đại phái phóng tới đám tan tù lập tức bị công kích. Trong đám người, cực lạc tam quỷ cũng không chịu kém thế. Thân ảnh ba người bắn ra, khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối có thể chống lại những cường giả trong đại bồn đại phái. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, cả không gian theo đó trùn dậy. Trong ánh mắt xảy ra xung đột, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng từng đạo thân ảnh, mang theo máu tươi rơi xuống mặt đất, ngẫu nhiên có sấm sét đánh ra. Cũng có người không kịp tránh né, bị đánh bay xuống mặt đất trong lúc nhất thời cũng không biết được là người của phương nào ra tay Tường đối mà nói những tán tu kia chính là người chịu thiệt thòi lớn nhất lại tới nữa rồi chân khí giữa chân lục thiêu du chợt lóe thân ảnh lần nữa lướt về phía trước đạt được một quả để linh tấn thần đàn lục thiêu du cũng không định buông tay bảo vật như vậy đương nhiên càng đoạt được nhiều càng tốt người ngăn cản bản tôn thì phải chết trong vô số thân ảnh cùng ký tôn giả hét lớn một tiếng bàn chân mạnh mẽ đạp hư không, thân hình mang theo năng lượng thuộc tính hỏa, nóng bỏng cùng với năng lượng thiên địa, giống như một đầu hùng thú tràn ngập hỏa diễm, phóng về phía một khỏa đế linh tấn thần đàn. Người ngăn cản phía trước đều bị đánh bay. Màng linh lão tổ của linh tiên bồn xuất hiện trước mặt một khỏa đế linh tấn thần đàn. Một đạo linh lực thất luyện lập tức được đánh ra. Cút ngay, đây là của ta. Cường cột tồn giả của thần Kim Các hóa thành một đạo lưu quang, như quỷ mị xuất hiện trước người mang đình lão tổ. Một đạo linh hỏa nóng bỏng trong tay tuôn ra, hóa thành một đầu hỏa mãng nóng bỏng bắn về phía mang đình lão tổ. Không gian ven đường đều bị phá hủy. Cường khối tồn giả đánh tới, mang đình lão tổ từ trên một tiếng lạnh lẽo Đình được bây giờ hùng hồn tuôn ra, vô tiên cái địa bắn về phía cường khối tồn giả. Năng lượng khủng bố va chạm, gợn sóng trong không gian không ngừng lan tràn ra bốn phía vết nứt đèn kịt xuất hiện trong không gian hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui dường như mang đình lão tổ yếu hơn một chút cho nên ăn một chút thiệt thòi dù sao mang linh lão tổ cũng chỉ vừa vặn đột phá tích tôn giả cửu trọng mà thôi cương khôi lão tử không để yên cho ngươi đâu mang linh tôn giả giận dữ muốn ra tay không ngờ cương khôi tôn giả này lại ra tay với hắn linh lực phổ thiền cái địa tuôn ra kéo theo năng lượng trong thiền địa hội tụ đánh cho một đạo quyền ấn mang linh ta cũng muốn nhìn xem Suốt cuộc thực lực của người tới mức nào thế nhưng hiện tại ta lại không có thời gian chơi với ngươi cơn côi cư tôn giả quát lên một tiếng tay đánh cho một đạo lưu quang lập tức hóa thành một đầu khôi lỗi màu xanh khôi lỗi giống như lửa nửa người nửa sói xuất hiện miệng rít cả một tiếng trên thân hình giống như sắt thép nhanh chóng có một đạo quyền ấn hội tụ quyền ấn giống như tia chớp đánh ra bên trong gợn sóng vang lên tiếng xé gió không ngừng. Công kích lập tức va chạm với một quyền của mang đình lão tổ. Năng lượng khủng bố lập tức va chạm, năng lượng tiền địa khủng bố khiến cho không gian trùn rảy. Dư âm của kinh khí xé rách không gian tạo ra những vết nứt đen kịt trong không gian. Quảng mang đen kịt lóe lên rồi không gian lập tức xác lập lại. Khi kinh khí giống như là cơn lốc tán đi, mang đỉnh lão tổ cùng với đầu khôi lỗi kia lập tức lùi lại sắc mặt của màng đình lão tổ trầm xuống thần kim các này có khôi đỗi ở trên người quả thực vô cùng phiền toái mà tại thời điểm này cường khôi tôn giả lập tức đánh về phía một quả đế linh tấn thần đan đế linh tấn thần đan này muốn chạy trốn dường như cường khôi tôn giả cũng đã sớm có sự chuẩn bị lực lượng không gian xuất hiện trong mắt hắn hiện lên sự tham lam bàn tay vươn ra muốn nắm lấy quả đế linh tấn thần đan này vào trong tay cút ngay cho ta nơi này còn chưa tới phiên của ngươi. Ngay khi cường khôi tôn giả sắp đạt được khỏa Đến linh tấn thần đan này, thì cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, âm thanh giống như sấm sét khiến cho không gian rung lên, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện bên cạnh cường khôi tôn giả. Cùng kỳ tôn giả không chút do dự, trường bào tung bay, bộ cây dựa tành nhất trần đều khiến cho năng lượng thuộc tính hỏa trong tiền địa hội tụ. Một đạo quyền ấn bằng năng lượng thuộc tính hỏa đánh về phía bụng cường khôi tôn giả cùng kỳ tôn giả. Cường khôi tôn giả biến sắc mặt, hắn thật không ngờ nửa đường đã xuất hiện một trình rào kim như cung kỳ tôn giả kia. Giờ phút này, để đình tấn thần đàn ở bên cạnh, hắn không thể nào buông tay. Trong mắt hiện lên sự âm tàn, đình được phổ tiền cái địa chợt tuôn ra. Một đạo quang trụ bằng linh lực cực lớn mang theo công kích linh hồn hung hăng đánh tới quyền ấn bằng hỏa diễm của cùng kỳ tôn giả. Hai cỗ năng lượng bây giờ của hai cường giả siêu cấp giống như thiên thạch va chạm vào nhau. Cả không gian như trùng xuống. Kinh phòng khủng bố khiến cho thiên địa rùng động tuôn ra. Mặt đất bị dư âm còn lại chấn vỡ. Trong nháy mắt, cường khôi tôn giả rên lên một tiếng. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Kinh phong khủng bố như vậy khiến cho thân hình hắn lào đảo lùi lại. Hiện nhiên dưới công kích bực này đã chịu thiệt thòi. Luận về thực lực, mọi người ở đây không có mấy người có thể chống lại hai người cùng kỳ tôn giả và kim lang tôn giả thực lực của hai người cùng kỳ tôn giả và kim lang tôn giả đã sớm tới tôn cấp cửu trọng đỉnh phong nhưng mà chưa thể đột phá được mà thôi lúc này toàn lực ra tay trương phi là có người liên thủ bằng không người có thể trông lại cùng kỳ tôn giả hoặc là kim lang tôn giả ở đây dường như còn chưa có một ai tới hay lắm cùng kỳ tôn giả đẩy lùi cương khôi tôn giả không gian thuộc tính hỏa quanh thân lan tràn thân ảnh giống như thiểm điện nắm lấy đế linh tấn thần đan vào trong tay cùng một lúc, một đạo sấm sét nhanh như thiểm điện đánh về phía cùng kỳ tôn giả, dường như có một loại huyền ảo nào đó. Ai đạt được một khỏa đến linh tấn thần đan đều bị sấm sét công kích, dù ai cũng không có cách nào né ra. Một đạo sấm sét này đánh tới, cùng kỳ tôn giả cũng không kịp né tránh. Công kích sấm sét như vậy, thế nhưng lại bị cùng kỳ tôn giả cưỡng ép chống lại. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ bực này, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt không ít, thân hình cũng hùng hằng rơi xuống đất, Thế nhưng khi còn cách mặt đất vài thước, thì ban chân chỉ xuống đất, thân hình nhanh chóng đùi lại. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Mạnh thật! Khi thân hình ổn định trở lại, sắc mặt của cùng kỳ tôn giả đại biến. Đạo sấm xét này không ngờ lại có ủy lực cường hãn tinh như vậy. Cùng kỳ tôn giả rơi xuống đất, trên không trung lại có mấy người khác bị nện xuống. Có người bị thương không nhẹ, cũng có người bị đánh chết. Của ta là của ta. Trên không trung, hãn thiền tồn giả của quỷ nguyên môn quát khẽ một tiếng đẩy đuôi tiên phong tôn giả của vân dương tông thân hình đánh về phía một khỏa đế linh tấn thần đàn cái gì mà là của ngươi cút xuống dưới cho ta gợn sóng trong không gian lóe lên một đạo thân ảnh màu tím lập tức xuất hiện trước người hãn thiền tồn giả như người này chính là kim làng tôn giả trường bào màu tím tung bay kim làng tôn giả vừa mới dứt lời bàn chân đạp mạnh hư không không gian lập tức nổ tung năng lượng thuộc tính thổ phù thiền cái địa hội tụ lập tức ngưng tụ thành một đạo trần khí thất luyện cực lớn đánh về phía hãn tiền tồn giả dưới trần khí cuồng bạo không gian ven đường chợt nổ tung kim lang tôn giả là ngươi nhìn tới kim lang tôn giả sắc mặt hãn tiền tồn giả khó coi trần khí thất luyện đánh tới thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chống lại trần khí thuộc tính thổ tuôn ra một đạo trưởng ấn hùng hằng lại được đánh ra nữa hai đạo năng lượng va chạm lập tức tạo thành âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm trên không trung cả không gian lúc này trong nháy mắt đã bị nổ tung lực lượng cuồng bạo khuếch tán mấy cường giả tồn cấp chung quanh vốn còn muốn tiến lên thế nhưng dưới dự ẩm kinh khí khủng bố này cả đám chỉ có thể chạy trối chết thu cho ta đẩy lui được đối thủ kim lang tồn giả cũng mặc kệ hãn thiền tồn giả đàn dược chuẩn đế phẩm trước mắt quan trọng hơn hắn cũng biết đàn dược chuẩn đế phẩm này sẽ chạy cho nên đã sớm có sự chuẩn bị không gian thuộc tính thổ lập tức phong tỏa không gian một đạo trào ấn lập tức thu khoản đàn dược để linh tấn thần đàn kia vào trong tay hắn cùng một lúc một đạo sấm xét cũng xuyên thủng không gian bà tới hung hăng đánh vào trên người kim lang tôn giả sấm xét đánh xuống mang theo sự huyền ảo trong trước mắt này kim lang tôn giả cảm giác được bản thân của mình dường như không thể nào tránh được dưới đạo sấm xét này kim đang tồn giả rơi xuống mặt đất, trường bào màu tím rung lên, thân hình lào đảo rời xuống mặt đất. Mỗi một bước đùi lại đều lưu lại một dấu chân sâu trên mặt đất. Khi thân hình ổn định trở lại, kim Đăng tồn giả mở tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một quả đế linh tấn thần đàn. Suốt cuộc, một quả đế linh tấn thần đàn cũng tới tay hắn. Trên không trung lúc này, cơ hội chuyển thành hỗn chiến, tất cả mọi người dây dưa với nhau, khó có thể lao ra. Một khi lao ra lập tức bị tất cả mọi người ngăn cản. Người tranh đoạt đều là cương giả tôn cấp, mỗi khi ra tay đều đánh vỡ không gian. Tuy rằng bảo vật trước mắt, thế nhưng cũng không có ai dám chủ quan. Chỉ có những cường giả đỉnh cấp kia vẫn có thể nhảy ra, tiến hành đoạt bảo. Về phần những người có tu vi vương cấp thì chỉ có thể ở dưới mặt đất quan sát đến. Loại đội hình như vậy, bọn họ đặt chân vào chỉ có thể chịu chết mà thôi. Căn bản không có cách nào tham dự và tranh đoạt. Đây là phần của ta. Tại một chỗ trong không gian, mấy cường giả đỉnh cấp đồng thời nhìn chăm chăm vào một quả đế linh tấn thần đàn. Thiên sường tôn giả, thành quán tôn giả, thao ưng lão tổ và bình sơn tôn giả ra tay. Từng âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên, cả không gian bị chấn nát. Dưới kinh kinh ngập trời, thân ảnh của lục tiêu du giống như quỷ bị xuất hiện trên không trung. Không chút khách khí nào trộm vào đế linh tấn thần đàn kia. Hỗn trướng, mặt thấy lục tiêu du nhúng tay vào ánh mắt bốn cường giả đỉnh cấp biến đổi, đồng thời nhanh chóng đánh ra một đạo công kích khủng bố về phía lục tiêu du. Lục tiêu du đã sớm có sự chuẩn bị, quanh thần có chín đạo lưu quang bắn ra, chín đầu hung khôi xuất hiện, nhanh chóng đánh ra chín đạo trào ấn xé rách không gian về phía bốn người. Mà lục tiêu du căn bản cũng không để ý tới công kích của bốn cường giả đỉnh cấp. Chín đầu hung khôi tùy rằng chưa đủ để đối phó với bốn cường giả đỉnh cấp này, thế nhưng dựa vào đặc tính của khôi lỗi cũng có thể ngăn cản lại bốn người này thân ảnh nhanh như thiểm điện không gian thuộc tính thổ của lục tiêu du lan tràn ra cả không gian uốn éo giống như lao lung trói buộc quả đê linh tấn thần đàn kia khí tức tập trung vào trên người quả đàn dược này lục tiêu du lập tức nắm nó vào trong tay ngay tại lúc đó một đạo sấm sét lập tức đánh xuống thân hình của lục tiêu du chợt lùi ra nhưng mà lục tiêu du đã quá coi thường đạo sấm xét kia đạo sấm xét này huyền ảo vô cùng thân ảnh của lục thiêu du nhanh chóng lùi lại đạo sấm xét kiệt đuổi theo sau đó hùng hằng đánh vào trên người lục thiêu du dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này toàn thân của lục thiêu du như nhũn ra thế nhưng lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho nên khi thân ảnh đang bay xuống mặt đất thì trong nháy mắt đã ổn định lại thân hình dù sao sấm xét đối với lục thiêu du mà nói cũng không tạo thành thương tổn quá lớn chín đầu khôi lỗi chống lại bốn cường giả định cấp chín đầu hung khôi mang theo khí tức sát phạt ngập trời chín đạo trào ấn nóng bỏng xé rách không gian đánh về phía bốn người thiền dường tồn giả khôi lỗi bát cấp hậu kỳ bốn người bây giờ trợn biến sắc mặt cũng chỉ có thể ngừng tụ ra từng đạo công kích hung hăng va chạm với công kích của chín đầu hùng khôi năng lượng va chạm không gian đột nhiên cứng lại năng lượng kinh người bạo tạc ra trong nhánh mắt này năng lượng khủng bố va chạm cả không gian bạo điệt lộ trong một động sâu đen kịt trong không gian không gian đổ tung, kinh khí khủng bố hóa thành hình cung quách tán. Dưới kinh khí khủng bố này, năng lượng kinh gửi phổ thiện cái địa quách tán, trên đầu hung khôi bị đẩy lùi không ít, nhưng mà cũng chỉ có bị đẩy lùi như vậy không hơn. Ta hiểu rồi, bị sấm sét đánh lùi lại, trong lòng bàn tay lục tiêu du xuất hiện một khỏa đế đỉnh tấn thần đàn nữa. Trong lòng đập tức hiểu ra, lực lượng sấm sét kia có thể đuổi theo hắn, sợ rằng là do cấm chế trên khỏa đế đỉnh tấn thần đan này mỗi một quả đế đỉnh tấn thần đan đều dẫn tới một đạo sấm xét nếu ai đạt được nó thì nhất định sẽ bị đánh một đạo người thực lực thấp căn bản không có cách nào chống lại sấm xét này cho nên cũng không thể đạt được đế linh tấn thần đan tiểu tử giao ra đan dược thiên dương tôn giả hét lớn một tiếng không ngờ có người lại cướp đồ trước mí mắt của hắn mà lại còn cướp đi đàn dược chuẩn đế phẩm khuôn mặt của hắn giận dữ muốn lao thẳng về phía lục thiêu dù Lục tiêu dù bây giờ bật đắc dĩ, gượng cười khổ nói. Tiền bối, đan dược ở trong tay của ta, người có lấy cũng không được. Bây giờ còn có mấy khỏa đan dược, người vẫn còn cơ hội, cần gì phải đoạt với ta. Đáng chết, khoản số sách này, một lát nữa, bản tôn sẽ tính với người. Mặt thấy mấy đầu khổi đỗi mang theo khí tức sát phạt ngập trời, đứng quanh thân lục tiêu du. Ánh mắt của thiền dường tồn giả trầm xuống. Người thanh niên này tuyệt đối khó đối phó, chỉ bằng chiến đầu khôi lỗi này, hắn cũng không có nắm chắc. chung quanh vẫn đang còn tranh nhau, đan dược chuẩn đế phẩm. Hắn không chút do dự nào, tân đảnh nhanh chóng phóng về phía xa. Ba người còn lại cũng hùng hăng nhìn về phía lục tiêu du. Mắt nhìn chiến đầu khôi lỗi, thân hình bọn họ nhanh chóng đánh về phía khác đang tranh đoạt. Thiên địa nhị lão, các người còn chưa đủ tư cách đâu. Trên không trung, thiên địa nhị lão đang lao thẳng tới một khỏa đế linh tấn thần đàn thế nhưng lại bị thiền nguyệt tồn giả ngăn cản. Lình lực bàng bạc vô tiên cái địa đánh về phía thiền địa nhị lão. Địa lão hét đớn một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp mạnh hư không. Hư không dưới chân đột nhiên đổ tung. Một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm lớn vài trăm mét lập tức bắn ra. Hỏa diễm trên không trung bắn trả tứ phía. Quyền ấn hung hăng đánh về phía thiền nguyệt tồn giả. Cùng vào lúc này, thân ảnh của thiền đáo cũng lao thẳng tới đế lĩnh tấn thần đàn. Địa lão tạ địa cùng với Thiên Nguyệt Tôn Giả đối chiến, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng. Dưới công kích tinh hồn của Thiên Nguyệt Tôn Giả, thân hình của Địa lão liên tiếp bị đẩy lui. Tạ Thiên, đây không phải là thứ của ngươi, lui xuống cho ta. Cùng lúc này, Diệt Hồn Tôn Giả của Huyền Hồn môn như là quỷ mị xuất hiện, linh lực bàng bạc vô cùng, mang theo linh hồn lực ngập trời đánh về phía thiên lão. Từng tiếng kêu ồ ồ quái dị xuất hiện, đột nhiên có chín đạo khôi lỗi màu đỏ đánh ra. Chín đạo khôi lỗi mang theo năng lượng bang bạc, khí tức nóng bỏng quanh thân tràn ra, bí văn quanh thân quanh quẩn, quang mang huyền ảo trên bí văn phóng lên trời. Trong chớp mắt ngắn ngủi, uy năng trên người chín đạo khôi lỗi kéo lên, bí văn tạo thành hình cung tương liên với nhau, giống như một cái mạng nhện lớn trên không trung, đem trọn không gian bao phủ vào bên trong. Bí văn bao phủ, cả không gian giống như bị thiêu đốt, vây khốn diệt hồn tôn giả vào bên trong. Thân hình của thiền lão tạ thiên bỗng nhiên sững sờ, không ngờ những đầu khôi lỗi này dường như lại đang giúp hắn. Trong sát na, hắn không có chút chậm trễ nào, trào ấn trong tay chụp vào trong tay một quả đế đình tấn thần đàn. Đây chính là của ta. Nhưng mà còn có một đạo thân ảnh so với thiền lão còn nhanh hơn. Cơn sóng trong không gian lóe lên, lập tức thu đế linh tấn thần đan vào trong tay. Tiểu tử, người dám mà. Thiền lão bây giờ hét lớn một tiếng, lập tức phóng về phía trước. Năng lượng thuộc tính thổ quanh thân tràn ra, mạnh mẽ đánh về phía trước một trường. Hư không trước trường ấn bỗng nhìn nổ tung, tạo thành một vết nứt đèn kịt, nhanh như thiểm điện, đánh về phía lục tiêu du. Dường như lục tiêu du đã sớm có chuẩn bị, tay đẩy ra một đạo trần khí thất luyện, đánh ra một trường ngành tiếp. Lực lượng va chạm vào nhau, lục tiêu du lảo đảo lùi lại, âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên, không gian chung quanh hắn bị chấn nát rồi sụp đổ trong lúc thân ảnh bị đẩy lui lục tiêu du thừa cơ nắm quả Để linh tấn thần đàn kia vào trong tay sau đó một đạo sấm sét cùng đánh vào trên người lục tiêu du sấm xét đánh xuống thân ảnh của lục tiêu du lần nữa bị đánh bay thế nhưng vẫn thu quả Để linh tấn thần đàn thứ ba vào trong tay giờ phút này trong lòng của lục tiêu du không khỏi cười khổ vừa rồi tuy rằng thiên đạo có cơ hội thu được để linh tấn thần đàn này thế nhưng lục thiêu du cũng biết uy lực của sấm xét ra sao nếu như thiền lão cầm vào quả để linh tấn thần đan này thì sẽ bị đánh trúng khi đó không ổn coi như chống lại cũng sẽ bị thương cho nên rơi vào con đường cùng lục thiêu du mới trả tay tranh đoạt nhưng mà hiện tại thiền lão cũng không biết được thân phận của lục thiêu du nhìn thấy có người cướp đồ trước mí mắt mình lại là đan dược chuẩn đế phẩm cho nên giận dữ lần nữa đánh ra một trường ấn Lúc này thiên lão đã toàn lực ra tay, đánh vỡ một mảnh không gian to lớn. Một kích toàn lực của thiên lão, lục tiêu dù cũng đã sớm tính tới. Thân ảnh thiên lão vừa mới động, thì lục tiêu dù đã biến mất tại chỗ. Một kích toàn lực của thiên lão, mặc dù lục tiêu dù biết bản thân chống lại cũng không phải là không làm được. Thế nhưng lúc này, hắn còn chưa muốn bảo lộ thủ đoạn phòng ngự. Bộ dáng này hiện tại vô cùng tiện lợi. Trong lòng của lục tiêu dù hiểu rõ, nếu như hắn dùng khuôn mặt thật, sợ rằng một khi hắn cướp đế linh tấn thần đan, sẽ có vô số người ngăn cản. Hắn vừa mới lộ mặt, người đế đạo minh sẽ nhìn chăm chăm vào hắn, nhưng bây giờ thoải mái hơn nhiều. Trường ấn chụp xuống, không gian bị đánh vỡ, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên không trung. Thân ảnh lục tiêu du vừa vặn biến mất trên không trung. Dư âm của kinh khí khuếch tán khiến cho thân hình lục tiêu du lảo đảo, khổi lội đáng chết. Bên cạnh đó, diệt hồn tôn giả dưới sự vây công của chín đầu khối lỗi thi triển trận pháp hợp kích liên tiếp thôi lùi chỉ có thể miễn cưỡng chống lại không có xu thế hoàn thủ chín đạo trào ấn trong tay chín đầu khối lỗi xé nát không gian từng vết nứt trong không gian xuất hiện diệt hồn tôn giả dường như sớm đã có chuẩn bị xuất ra toàn bộ thủ đoạn của mình diệt hồn tôn giả đánh ra công kích chín đầu khôi lỗi lập tức đùi ra không có ý định chống lại công kích của diệt hồn tôn giả cực lạc tam quỷ các người tốt hơn nên thành thật một chút cho ta. Một quả đế linh tấn thần đàn trôi đổi trên không trung. Thân ảnh của cực lạc tam quỷ bay thẳng về phía trước. Lúc này một tiếng hét lớn vang lên. Một thân ảnh bầu đen xuất hiện trước mặt ba người này. Người mặc y phục màu đen này xuất hiện. Thân hình khôi ngô, tuổi chừng thất tuần cực kỳ giả nua. Thế nhưng bên trong già nua lại có ký tức giống như núi lửa, tuy thời bọc phát, hải mắt sáng như sao. Người này chính là hiến sát tồn giả. Yến sát, người còn chưa ngăn được ba huynh đệ ta. Lệ quỷ đạnh lùng nói, thời điểm này hắn cũng không khách khí gì nữa. Năng lượng thuộc tính thủy phù thiền cai địa hội tụ, đánh về phía yết sát tồn giả. Lệ quỷ, dám làm cản trước mặt hắc sát giáo chúng ta, người muốn chết phải không? Không gian chung quanh yết sát tồn giả, trong lúc vô hình nóng lên, một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng, sát khí quanh quẩn quanh thân thể. Năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm kéo tới, trong không trung thậm chí còn xuất hiện một cỗ hỏa diễm giống như thực chất đột nhiên có một đạo năng lượng bàng bạc đánh về phía lệ quỷ lúc này dương quỷ và âm quỷ dường như đã sớm có ăn ý đánh về phía đế linh tấn thần đan <laughs> lui cho ta mà lúc này gợn sóng trong không gian chợt ré, thiên dương tôn giả vừa mới bị lục tiêu du cướp đế linh tấn thần đan cùng với thanh quán tôn giả đã lao thẳng tới giờ phút này mấy quả đê linh tấn thần đàn còn lại đều bị cường giả vây quanh. Ai muốn thu được cũng không phải là chuyện dễ gì. Một khi có người tới gần, sẽ bị những người khác điền thủ vây công. Trong không gian to lớn lúc này, liên tục vang lên âm thanh trầm thấp. Đám người độc linh tôn giả, liệm linh tôn giả, phong vũ tôn giả, thiết kiếm tôn giả, thất tinh tôn giả đang tranh đoạt một quả đế linh tấn thần đan. Lực lượng cuồng bạo cắn nát không gian. Dưới kinh khí ngập trời này, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Lục tiêu du xuất hiện, không có một chút khách khí nào tìm đúng cơ hội lao thẳng tới quả đê đỉnh tấn thần đan kia. Đáng chết, cút xuống dưới cho ta. Chúng cường giả tùy rằng đang tranh đoạt, thế nhưng tâm thần vẫn đang dò xét không trung. Biết rõ thanh niên áo xanh này đã thu được mấy quả đê đỉnh tấn thần đan, cho nên lúc này đều coi lục tiêu du là đại địch. Cả đám dường như hình thành một loại ăn ý. Năm cường giả đỉnh cấp cùng lúc đánh ra từng đạo công kích về phía lục tiêu du. Khí tức trên người của năm cường giả siêu cấp bắt đầu tràn ra, thiên địa biến sắc, khí tức đều phóng ra, mỗi một cái giờ tay nhấc chân đều dẫn tới năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Từng đạo quang trụ mang theo xu thế khủng bố hung hăng đánh về phía trước. Có người muốn đoạt đan dược chuẩn đế phẩm trước mặt bọn họ, bọn họ sẽ không có một chút khách khí nào. Lúc này, chung quanh lục tiêu du được chín đầu hung khôi tràn ngập khí thức sát phạt bảo phủ. Khí thế của chín đầu hung khôi khiến cho chín siêu cấp cường giả rùn sợ. Chín đầu hung khôi đứng đó tạo thành một trận thế huyền ảo, lập tức đánh cho từng đạo trào ấn ngăn cản công kích của mấy siêu cấp cường giả này. Cùng lúc này, ngay gần đó thạo ứng đạo tổ đang tranh đoạt một khỏa để đỉnh tấn thần đan cùng với phòng vũ tồn giả và can chính tồn giả. Phòng vũ tồn giả cùng với can chính tồn giả tranh đoạt tới mức người chết tả sống. Thiên đường lão tổ không chút khách khí, thừa cơ lao lên trên, phóng về phía đế linh tấn thần đàn. Từ đồng trưởng lão của thiên địa các xuất hiện ở bên phải, bên người còn có một lão giả áo xanh, khí tức cũng bất phàm, hiển nhiên đã tới tổn cấp bát trọng đỉnh phong. Khí thế bàng bạc của hai người này tràn ra, mục tiêu chính là đế linh tấn thần đàn. Phòng vụ tồn giả cùng với càn chính tôn giả tranh đoạt, người chết tả sống. Thiên đường lão tổ thừa cơ tiến vào, lao thẳng về một khỏa đế linh tấn thần đan khi thiên ưng lão tổ sắp thu được đan dược này vào tay thì đột nhiên có hai đạo thần ảnh lăng không đánh tới Thảo ưng không có phần của ngươi đâu một tiếng hét lớn chợt vang lên hai đạo thần ảnh đồng thời đánh tới đế linh tấn thần đàn kia huyết ưng ngăn cản hai người này đi Thảo ưng lão tổ không chút dò dự cắn răng hét lớn một tiếng ánh mắt ầm trầm tới tận cùng trong không trung có một đạo lưu quang phóng tới mang theo âm thanh cao vút, sắc bén. Sau đó, trên không gian tràn ngập huyết sắc quang mạng, mặt đất lúc này cũng như run rẩy. Trên không trung lập tức xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Chỉ thấy toàn thân của đầu quái vật khổng lồ này tràn ngập huyết quang. Đây là một đầu yêu thú khổng lồ hình chim ưng, toàn thân có đôi cánh trắng như tuyết, hai con mắt cực lớn mà sắc bén, thân hình khổng lồ hơn một ngàn mét. Cái đầu huyết ưng này xuất hiện không gian thoáng một cái như đỉnh trệ. Không ít cường giả đang kịch chiến, ánh mắt không khỏi nhìn về phía này. Đầu huyết ưng hơn một ngàn mét trên không trung này, khí tức đã đạt tới bát giai trung kỳ đỉnh phong. Hai cánh khổng đồ chấn động, cả không gian lúc này cũng chấn động theo. Cơ hồ cùng một lúc, đầu huyết ưng này xuất hiện cũng có thêm hai tiếng thú mình rít gạo, giống như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Tiếng thú bình giống như sấm rền, âm ầm, ầm vang vọng, một đầu cự lang toàn thân có lần phiến màu vàng bao trùm sau lưng có hai cánh màu vàng răng nành cũng tràn ngập kim quang rực rỡ hai mắt của nó đỏ thẫm miệng rít gào nhảy ra ngay sau đó một đầu yêu thú dữ tợn mà uy vũ tới tận cùng giống hổ lại giống trâu hoặc có thể nói là rồng và sói dữ tợn xuất hiện một đôi cánh cực lớn khẽ vỗ toàn thân màu đỏ hồng giống như máu tươi đang chảy xuôi hai đầu yêu thú này xuất hiện hai cậu uy áp mạnh mẽ lan tràn, cả thiên địa trong lúc vô hình run lên. Uy áp này ở trên huyết ứng kia. Kim Dực thiền làng Thiên Lang và Tôn Tiên cùng kỳ xuất hiện, hai cánh chấn động, không gian giữa hai cánh sụp đổ từng khúc, xuất hiện với nứt đèn kịt, khiến cho linh hồn người ta lạnh lẽo. Vây công huyết ứng, uy áp kinh người tràn ra, khiến cho đầu huyết ứng kia trong lúc mơ hồ bị áp chế một chút. Thao ưng, cút xuống đi. Trong sát na thao ưng lão tổ đang muốn dùng tạo kỵ ngăn cản trong mình một chút thời gian thế nhưng một chút thời gian cũng không có lúc này cùng kỳ tôn giả và kim làng tôn giả đã xuất hiện trong nháy mắt trường bào trên người cùng kỳ tôn giả tung bay lực lượng không gian tràn ra khoảng cách kéo gần lại đồng thời thời thần hình xuất hiện trước người của thảo ưng lão tổ vừa sải bước ra cùng kỳ tôn giả không có chút cách khí nào đánh ra một đạo quyền ấn về phía thảo ưng lão tổ trước quyền ấn ấy, không gian vặn vẹo rồi vỡ nát. Sắc mặt của Thảo ừng lão tổ lập tức khó coi, không ngờ lại xuất hiện hai cường giả như cùng kỳ tồn giả, nhưng mà hắn cũng phải vung quyền ngành đón. Hai đạo quyền ấn va chạm giống như thiên thạch va vào nhau, không gian lập tức văng tung tóe, âm thanh bạo liệt cực lớn truyền ra, cả phiến không gian dưới lực lượng mạnh mẽ bực này sụp đổ. Nói tỉ dài, thế nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi ở phía xa xa lực lượng khủng bố của lộc đình tôn giả liêm đình tôn giả phòng vũ tôn giả thiết kiếm tôn giả thất tình tôn giả va chạm với chiến đầu hùng khôi công kích khủng bố bộc phát năng lượng khuếch tán khiến cho không gian bị đánh vỡ nhất thời xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian chiến đầu hùng khôi khí thế như vậy thế nhưng cũng liên tiếp bị đẩy lui trận thấy huyền ảo dường như lùng đành sắp đổ thế nhưng cuối cùng cũng có thể đứng vững cùng lúc một đạo sấm sét đột nhiên đánh vào trên người lục tiêu du đem thần hình lục tiêu du đánh lui trong lúc thần hình bị đánh bay toàn thân của hắn tràn ngập điện màng quanh quẩn trong lúc bị đẩy lui lục tiêu du mở bàn tay ra trong lòng bàn tay lại là một khỏa đế đỉnh tấn thần đàn khoe miệng của hắn nhếch lên nở nụ cười vui vẻ lần nữa tu khỏa đế Linh tấn thần đan này vào trong nhẫn chữ vật cùng một lúc sau khi kim lang tôn giả cùng với cùng kỳ tôn giả ngăn cản thạo ứng lão tổ lập tức đoạt khỏa để đỉnh tấn thần đàn kia vào trong tay. Một đạo sấm sét cũng giáng xuống. Ngay lúc này, Kim Lang Tôn Giả cũng đã có sự chuẩn bị. Cùng lúc đánh ra một đạo trần khí, không gian chung quanh rạn nứt, từng đạo gợn sóng bị đánh nát ra. Lực lượng va chạm, thân hình Kim Lang Tôn Giả chỉ lảo đảo lùi lại phía sau một bước. Một cỗ lực lượng sấm sét dọc theo cánh tay, hung hăng khuếch tán. Thế nhưng chỉ có chút ảnh hưởng mà thôi, cũng không có vấn đề quá lớn cũng bị kim làng tôn giả tiếp được cùng một thời gian hai đạo sấm xét vang vọng không gian tất cả mọi người chăm chú nhìn vào chỉ thấy trong đám người lộng đình tôn giả của làng làng sơn trang và từ đồng trường não của thiền địa các đều bị một đạo sấm sét đánh trúng thiền dường tôn giả thành quán tôn giả cực lạc tam quỷ yết xác tôn giả đặt tranh đoạt đế linh tấn thần đàn thế nhưng lại không ngờ bị lục tiêu du nhân cơ hội đoạt đi đế linh tấn thần đàn Độc linh tôn giả cũng thừa cơ, dưới sự phối hợp của liễm linh tôn giả cũng thu được một khỏa để linh tấn thần đàn. Từ đồng trưởng lão thì nhẹ nhàng hơn một chút, dưới sự, sự phối hợp của lão giả áo lam kia, từ trong tay mấy cường giả khác đoạt lên một khỏa để linh tấn thần đàn. Đương nhiên cũng cần thực lực tuyệt đối của hai người, tranh đoạt đồ trong tay cường giả đỉnh cấp, vận khí nhưng mà là một phần, không có thực lực tuyệt đối thì đừng có mơ đoạt được. Hai người lộc linh tồn giả từ đồng trưởng lão chợt lùi lại. Hai người bố trí thủ đoạn phòng ngự, cho nên cũng không có việc gì quá lớn. Dưới không trung, từng tiếng cầm gừ vang vọng, vô số cường giả tôn cấp giao phong, hắc hùng, xích viêm, ban hủy cùng chung cường giả yêu thú, linh thú của phi đình bồn túc dục bản thể, uy thế kinh nhân tràn ngập không gian, chấn động cả nhân tâm gợi ta. Dưới giao phong bực này, tăng thêm hỏa sĩ tôn giả, thanh linh thiền tôn tập hạo nhiên, thanh vũ thiền tôn nguyễn thượng hành thực lực của phi linh bồn và thánh linh giáo không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nhưng mà những cường giả trong phi linh bồn và thánh linh giáo cũng không có cách nào tham dự tranh đoạn với những cường giả tầng thứ cao kia. Từng đạo thân ảnh bị đẩy lui, máu tươi phun ra, số lượng người bị thương cũng không có ít. Thế nhưng vô số tôn giả hỗn chiến, không gian lúc này đã bắt đầu hỗn loạn. Mười quả đàn dược chuẩn đế phẩm thì có bốn quả rơi vào trong tay lục tiêu du. Ba quả rơi vào trong tay kim lang tôn giả và cung kỳ tôn giả. Một quả rơi vào trong tay lộc tình tôn giả. Còn một quả rơi vào trong tay tử đồng trưởng não. Tổng cộng là 9 quả. 9 quả đê linh tấn thần đan bị đoạt. Sắc trời đờ mờ trên công trung dần dần khôi phục ánh sáng. 10 quả đê linh tấn thần đan khiến cho gió nổi mây phun. Suốt cuộc cũng dần dần điều tán. Lục thư du đoạt được quả đê linh tấn thần đan thứ tư. trên đầu hùng khôi bị đẩy đuôi lập tức quay về bên cạnh lục tiêu du, tiếp tục hình thành trận pháp hợp kích bao phủ trước người lục tiêu du. Dưới khí thế của chín đầu hùng khôi, tuy rằng chúng cường giả hận không thể chém lục tiêu du thành tám khúc, thế nhưng nhìn qua chín đầu khôi đỗi này cũng là không dám đơn giản đụng vào lục tiêu du. Tiếng vệnh thú rít gào, huyết ứng của thảo ứng lão tổ dưới sự vây công của kim dực thiên đăng và thôn tiên cùng kỳ thối đuôi, lồng vụ màu đỏ trên người đã rớt xuống không ít, có vết máu tràn ra. <laughs> Thế thôi, Kim Lăng tồn Giả đoạt được đan dược chuẩn đế phẩm, nói với Kim Dược Thiên Lăng. Hiện tại cũng không phải là lực đối phó với đám người vạn thú tông. Thực lực của huyết ưng kia cũng không yếu đâu. Nếu ép quá, Kim Dược Thiên Lăng và Thiên Thôn Cùng Kỳ sẽ phải bị trả một cái giá lớn. Chỉ còn một khóa cuối cùng, vô du cường giả phóng tâm thần ra bên ngoài. Còn bao nhiêu khoản đầy linh tấn thần đan bọn họ đều biết. Hiện tại chỉ còn một khỏa đây linh tấn thần đan. Từng đạo thân ảnh đột nhiên đánh về phía một khỏa để linh tấn thần đàn cuối cùng. Phía xa xa, sương bù trắng cuồn cuộn. Bên cạnh là màn sáng có điện mang quanh quẩn. Khí tức bảng bạc mà cổ xưa từ bên trong lan tràn ra, quanh quẩn trên không trung. Âm thanh bạo điện kinh người vác lên. Mấy đạo thân ảnh va chạm, năng lượng khủng bố lan tràn. Không trung xuất hiện vết đất đèn kịt. Không đến cấp độ siêu cấp cường giả, căn bản không có cách nào đặt chân vào trong tranh đoạt. Một quả đế đình tấn thần đan được một vòng quang mang bao phủ xoay quanh trên không trung. Mấy đạo thần ảnh bị đẩy đuôi, đột nhiên đạp mạnh không trung, thân hình ổn định lại giữa không trung. Mấy người này lăng không đứng thẳng, năng lượng thiên địa chung quanh đã sơ biến hóa, cả không gian giống như lùng đài sắp đổ. Mấy đạo thân ảnh đứng đó, một thân ảnh xinh đẹp mềm mại đứng đó, khí thức cực kỳ cường hãn, chính là nguyên nhật lan của thiền kiếm một trước người cùng nguyên nhật lan không xa chính là dương quá đang chắp tay mạ đứng ánh mắt long lanh mái tóc mài kẹt tùng bay trên khuôn mặt tuấn láng tràn ngập vẻ kiền định hai người đối đầu với nhau bên người còn có vô ảnh kiếm tôn của thiền kiếm một Vì đình bồn có thiền địa nhị lão vừa mới giao thủ chính là vô ảnh kiếm tôn cùng với thiền địa nhị lão từng đạo thân ảnh cường giả mang theo chân khí, linh lực bàng bạc phù thiên cái địa bắn ra. Mục tiêu đều là tranh đoạt một quả để lình tấn thần đàn cuối cùng. Một quả cuối cùng này, ai cũng không muốn buồn thà cho cơ hội này. Từng đạo thân ảnh đánh tới, cơ hồ không nói một lời nào, công kích lẫn nhau. Thiền địa nhị lão, vô ảnh kiếm tôn, lần nữa gia nhập vào phòng chiến. Từng đạo công kích đánh vỡ không gian, cũng không rõ là ai công kích ai. Dù sao mục đích chính là không để cho người khác đạt được một quả đàn dược chuẩn đế phẩm cuối cùng kia. Nếu ai tới gần nó, sẽ bị tất cả mọi người vây công. Từng đạo công kích giống như mang theo lực lượng hủy diệt, âm âm va chạm vào. Trong không gian, dưới công kích khủng bố này, cả không gian run rẩy kịch liệt. Dư âm kinh khí khủng bố xé rách không gian, tạo ra từng viên đất đèn kịt. Quang mạng đèn kịt lan tràn, rồi lập tức xác lập lại như cũ. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, đối với mấy siêu cấp cường giả này mà nói đã giao thủ được mấy chiêu dù ai cũng không thể đoạt được một quả đàn dược để đỉnh tấn thần đàn cuối cùng kia chúng cường giả giao phong trong lúc vô hình đều là người thiên địa minh và đế đạo mình rằng có với nhau nếu tính toán trên phương diện nhân số thì bên trong đám siêu cấp cường giả của thiên địa minh có vô ảnh kiếm tôn lộc linh tồn giả liêm linh tồn giả phong vũ tôn giả yết sát tôn giả thiên nguyệt tôn giả hùng khôi tồn giả lục đinh tôn giả hãn thiên tôn giả diệt hồn tôn giả bình sơn tôn giả thao ưng lão tổ còn có một cỗ khôi đối của hùng khôi tôn giả thực lực cũng không yếu trong thiên địa minh vô số siêu cấp cường giả hội tụ trong lúc vô hình tạo thành một phòng tuyến trong đội hình siêu cấp cường giả của đế đạo minh không thể nghi ngờ kim đăng tôn giả cùng với cùng kỳ tôn giả là mạnh nhất còn có mang đình lão tổ thiên dương tôn giả thanh quán tôn giả thiết kiếm tôn giả thất tình tôn giả kiên chính tôn giả thiên địa nhị lão nếu tính toán trên phương diện nhân số thì số lượng siêu cấp cường giả của đế đạo minh so với thiên địa minh dường như là kém hơn một chút thế nhưng khí thế hoàn toàn không có yếu có hai người kim lang tôn giả và cùng kỳ tôn giả ở đây khí thế mạnh mẽ hơn không ít trung quy mà nói song phương rằng co khí thế va chạm cũng không kém là bao cơ hồ lúc bấy giờ tất cả cường giả đều nhìn vào một quả đan dược chuẩn đế phẩm phía xa quá nhiều người không có được, ai cũng không muốn buông tha. Loại tình huống này, ai cũng biết, nếu như một người nào đó đánh về phía đế linh tấn thần đan kia, thì sẽ bị tất cả mọi người vây công, cũng không có ai đường tay với hắn. Dừng tay, tất cả đều dừng tay. Một tiếng tét lớn vang lên, vụ ảnh kiếm tôn của thiền kiếm bồn nhảy ra, tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Vụ ảnh kiếm tôn, người muốn làm gì? Kiện chính tôn giả trầm giọng nhìn vụ ảnh kiếm tôn hỏi. Chư vị, một quả đan dược chuẩn đế phẩm cuối cùng, ai cũng thèm muốn. Thế nhưng sợ rằng cho dù là ai đạt được, thì những người khác cũng không nguyện ý. Ta có biện pháp, các người có muốn nghe thử hay không? Vô ảnh kiếm thôn tút trường kiếm, nhìn mọi người rồi nói. Có dám đấy, mau nói đi. tiền dương tồn giả quát lên, trong lòng có chút khó chịu. Đoạt một vòng, thế nhưng ngay cả một khỏa cũng không có thủ được. Nhiều người tranh đoạt như vậy, hỗn chiến là điều khó tránh khỏi khi đó tất cả mọi người sẽ bị trọng thương. Có lẽ cũng không có ai có thực lực địch lại tất cả mọi người, đoạt lấy đế linh tấn thần đan rồi trở ra. Mặt các bền trên đàn dược chuẩn đế phẩm này dường như có cấm chế. Ai đoạt được nó đều phải chịu bột kích của sấm xét. Có thể bình yên đoạt được hay không cũng vô cùng khó nói. Nói đến đây, giọng nói của hắn ta bất chợt ngập ngừng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo